chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến kênh Gia Dụng. Hôm nay mình sẽ làm một clip về cách sửa chữa cái nguồn 12V cấp cho con chip trong máy lọc nước tích hợp nóng lạnh. Thì nguồn này chính là nguồn 12V cấp cho cái máy lọc nước mà có tích hợp nóng lạnh ấy, mà chạy bằng chip ấy. Thì cái nguồn này nó ra 12V, đây mình tháo ra rồi. Và nó cấp cho quạt, đây, cái quạt và một con chip nữa. Thì ở trong máy hiện tại cái nguồn này đang kêu rất là to, nó có tiếng rít ấy. Đó. Và điện ra thì yếu, quạt thì quay được, tuy nhiên chip thì lại không chạy, không nóng lạnh được. Từ đầu thì mình cũng nghĩ là hỏng chip, tuy nhiên là mình thử lấy nguồn khác cấp cho thì nguồn chạy ok. À thì chip chạy ok nhá, nóng lạnh, tuy nhiên là cấp nguồn này thì không được. Thì bây giờ mình sẽ kiểm tra này. Đó, đây thì mình đã cấp điện này. Đó, đây. Đấy, kẹp hai dây 220 này. Bây giờ mình sẽ cắm điện nhá. Đây, nguồn của nó đây. Đây thì có hai chấu này. Một là nguồn cấp cho quạt này, còn đây là cấp cho chip. Thì đây có một cái quạt nhá. Mình sẽ cắm điện này. Ok, cắm điện. Bây giờ mình sẽ cắm quạt này. Cắm quạt. Đấy. Bạn nghe thấy kêu to. Có tiếng zip này. Ok. Đây là giắc cảm biến. Đấy. Mình có thể đấu thêm cảm biến vào nữa. Đây, cái cảm biến thì mình có thể đấu tắt như thế này. Đấu tắt để cho chạy thử. Đấy. Khi mà đấu cảm biến vào thì nó quay rất là tích như thế này rồi. Và cái tiếng này kêu rất là to. Tiếng zip. Đây là mới là có quạt thôi. Đấy. Nhưng mà nếu mà có quạt này thì không ăn điện không đáng kể. Tuy nhiên là nếu mà có thêm chip vào nữa thì dòng nó sẽ tăng lên cao. Và cái nguồn này kêu rất là to và không đủ điện cấp cho con chip đấy. Chip nó không đủ để làm lạnh đâu. Đó. Bây giờ mình rút ra nhé, đây là quạt này, rút ra để kiểm tra xem nó bị sao. Rồi, ok. Thì mình vẫn để nguyên như này. Bây giờ mình sẽ kiểm tra vào đồng hồ ha. Rồi, bây giờ mình sẽ kiểm tra. Đây, âm dương của nó này. Mười một phẩy chín mươi lăm vôn đúng không? Như thế là ok rồi đấy. Thì có nghĩa là điện áp nó ra thì vẫn đủ. Tuy nhiên là dòng điện ra là không đủ. Đây là chấu của quạt này. Đấy, 11,95 thì là hai cái này nó đấu song song với nhau thôi. Thì có nghĩa là dòng điện áp thì ra vẫn được. Tuy nhiên là dòng điện thì đang có vấn đề. Bây giờ mình rút điện nhé. Thì thực ra cái nguồn này thì nó sửa dễ thôi. Nguồn này là nguồn xung. Thì mình nói qua nguồn xung nhé, nguồn xung nó khác với cái nguồn biến áp tự ngẫu kia. Đấy, cái nguồn xung này thì là nó sẽ chỉnh lưu qua bốn con diode này, nó thành điện một chiều. Đấy, qua nắn dòng này nó cấp cho hai con dao động này. Đấy, dao động lại biến đổi thành điện xoay chiều và tần số rất cao. Đấy, cấp cho biến áp xung này. Và từ biến áp xung này nó sẽ chỉnh lưu sang thành điện một chiều nhé. Đấy, chỉnh lưu sang và chỉ cần một hai con nắn dòng thôi. Một hai con diode nắn dòng bên trong này. Đó. Và sau đó thì nó sẽ chỉnh lưu ra đây. Đấy. Và sau đây là và ra đến đây là nó sẽ nâng dòng lên qua hai cái con tụ này. Tụ 16 micro ở đâu? 1000 microfarad và 16V đây này. Đấy. Nó ra ra 12V mà thì người ta sẽ để tụ 16V. Đó, thì đây là 1000 nhé. Thì các bạn nhìn là đã thấy ngay đúng không? Hai con tụ này bị phồng này. Đó, các bạn nhìn thấy chưa, nó phồng mà. Đấy. Thì khả năng rất là cao là chết hai con này. Tuy nhiên là các bạn nhìn thấy này. Đấy, cái chỗ này này là nó chạy con dao động này, nó cũng chạy. Chạy nhiều và nó bị nóng lên. Đấy, nó bị đen rồi. Con diode này nó cũng hơi đen rồi này. Đấy. Thì nếu mà nó không ra được điện ấy, mà không có dao động, không ra được điện, mình đo không ra điện thì rõ ràng là sẽ khả năng rất cao sẽ chết hai con này. Thì mình kiểm tra từ con một, tuy nhiên là cái trường hợp này nó vẫn ra điện được, nó vẫn ra điện áp, nhưng dòng điện lại không đủ thì khả năng rất cao là chết hai cái con tụ này. Đó, thì bây giờ mình cứ thay từ tụ trước. Thì ở đây mình có hai con tụ này. Đấy, thì đây là hai con tụ này mình cũng tháo từ cái nguồn hỏng ra thôi. Tuy nhiên cái nguồn đấy thì nó bị hỏng con dao động biến áp chứ không phải là hai con tụ này. Đấy thì hai con tụ này vẫn ok. Còn cách kiểm tra tụ thì đơn giản thôi các bạn. Đây. Nếu mà những cái con nó bị phồng sẵn rồi ấy, thì
không cần phải kiểm tra nữa, nó phồng thì hỏng rồi, bỏ đi thôi. Còn những cái con tụ này mà mình thái lấy ở những cái mạch cũ ra mình nên kiểm tra lại nhé. Đấy, ví dụ con này này 1000 mi đúng không, thì mình cứ để sang nhân 10 này chẳng hạn này. Đó. Rồi kiểm tra tụ mình sẽ đo hai chiều, cứ kim nhảy lên và tự xả xuống là được rồi. Ok, đổi lại đấy, lên và nó xả hết xuống là được nhá. Rồi con này đấy. Ok đấy, chúng ta xả hết xuống là được nhé. Thì hai con này vẫn còn sống. Đấy, bây giờ mình tháo hai con tụ này ra để thay lại xem nào. Thì nguồn này nó cũng hay xảy ra bị sự cố hỏng lắm, mà hỏng cái nguồn này thì xử lý khá đơn giản thôi, thì thường là nó đen luôn mà đấy, nó cháy cho nó đen luôn chứ đấy. Tụ phồng hoặc là cái con này nó bị hỏng ấy, con dao động thừa thì hoặc một số con thì hỏng cái miếng áp xung. Thì các bạn nếu mà muốn sửa làm theo, ví dụ bạn nào mà làm theo cái nghề này muốn sửa thì đơn giản thôi, mua mấy cái con linh kiện to ấy được, những cái con nhỏ thì nó không hỏng đâu, cứ mua mấy cái con diode nhỏ, mấy diode 4007 ấy, của Việt Nam sản xuất ấy. Đấy, mấy cái con nhỏ này, mấy cái con diode nhỏ này đấy, rồi miếng áp xung này thì có thể nó cũng ít hỏng, miếng áp xung này ít hỏng lắm. Mình sửa nhiều thì mình sẽ có đồ từ những cái nguồn hỏng sẽ thay sang. Đấy, còn hai con này mình, các bạn có thể ra mấy quán điện tử hoặc là ví dụ như Hà Nội hoặc một số địa phương có chợ rời ấy, các bạn ra mua nhiều lắm đây này. Đấy, không cần phải chính xác 100% đâu, ra đấy thì bảo người ta có tìm ra những cái con thay thế nó cùng dòng là được nhá, ý là cùng cái họ IC này là được. Đấy, còn một số con nó hay chết mấy con tụ con diac này thôi thì mình thay vào là được. Đấy, bây giờ mình thay nhá, khá rồi rồi này, giờ thay hai con mới vào này. Hàn vào được các bạn biết rồi đúng không? Để ý âm dương thì âm là bên bên phải này, âm là có mấy cái đường vạch vạch này là âm này. Đấy, nhìn nó có dấu cộng dấu trừ ấy, thì các bạn để ý tụ thế nhá. Đây là trừ này, dấu trừ này, bên này là âm, à bên này là âm, bên này là dương này. Các bạn cắm vào. Rồi, ok, cắm như này, hàn lại. Ở ngoài miền Bắc thì vẫn đang lạnh, tuy nhiên là ở trong miền Nam thì mình biết, hoặc là miền Trung, miền Nam thì vẫn đang nóng, đang rất là nóng đúng không? Thì các bạn cũng sử dụng cái máy lọc nước mà có thích hợp lạnh thì nhiều, và máy chạy bằng chip thì cơ bản là cũng nhiều người dùng vì nó cũng nhỏ gọn, ăn điện ít, rồi thì giá thành, chủ yếu là giá thành nó cũng rẻ nữa, xử lý nó cũng đơn giản, nên là nhiều nhà mua, nhiều bạn dùng nên là hay bị hỏng. Đấy, anh em thợ mình thì cũng hay sửa nhiều, còn chạy bằng block thì ít hỏng hơn nhiều. Block thì giá nó đắt hơn, tuy nhiên là nó cũng ít hỏng, mà hỏng bằng block thì xử lý nó cũng phức tạp hơn. Đấy, hết ga thì có thể là hỏng cáp đúng không, hoặc là hỏng giò hơi, à giò dàn, giò ga, cái đấy thì mình lại phải kiểm tra tổng thể và nó phức tạp hơn. Còn những cái con này thì nó không phức tạp lắm đâu, thì mấy cái mạch này xử lý được xong thôi, thường là chết chip này, chết quạt, chết mạch. Hà Nội này thì cũng chỉ 2-3 tháng nữa là bắt đầu nóng rồi. Nóng thì bắt đầu cái những cái máy này lại lỗi nhiều, anh em thợ chẳng hạn lại phải đi xử lý nhiều. Rồi bây giờ xong rồi này, bây giờ cắm thử lại nhá. Đây mình có kẹp này, hai cái này kẹp điện 220 này, xem là nó chạy được chưa. Ok rồi, cắm kẹp vào rồi. Rồi giờ cắm điện luôn thế nào. Cắm điện rồi đấy, không thấy vấn đề gì, không thấy kêu gì rồi. Giờ cắm quạt vào không kêu là ok. Đấy, quay tít luôn, rất mạnh. Và nguồn không kêu nữa. Đó, thì cơ bản là chỉ chết hai con này thôi. Sửa cái máy này nó cũng đơn giản, nguồn cũng đơn giản, và mình sẽ làm những cái clip tiếp theo để xử lý những cái bệnh nó gọi là phức tạp hơn một chút, ví dụ là chết chip, chết dao động hay là chết nguồn diode. Đây, đây còn có cả con opto này. Đấy, thì cái con này nó cũng hay chết, thì mình sẽ làm những cái clip về một cái nguồn này, vì nhiều bạn hỏi mình không có thời gian làm, quay này nó hơi mất thời gian đấy, nhiều khi mình không có thời gian làm ấy, thì bây giờ mình sẽ làm một cái series về mấy cái nguồn này nhé, thì khi nào có thời gian mình sẽ quay luôn. Đấy. Và các bạn có câu hỏi nào thì các bạn cứ comment phía dưới nhé, hoặc là những cái chủ đề nào mà các bạn muốn biết về máy lọc nước chẳng hạn, hoặc là điện dân dụng hoặc gì đó, thì
thì cứ comment bên dưới cho mình nhé, thì mình sẽ làm những cái clip để phục vụ các bạn, cũng như là chia sẻ kinh nghiệm cho anh em mới làm, hoặc là các bạn có thể cho anh em tự tìm tòi mà xử lý ở nhà được, không phải nhờ thợ, mời thợ đến thì ok, thì là mình có thể tự sửa được nhé. Ok, cảm ơn các bạn, nhớ like, share cho mình nhé. Xin chào.